anh chị sẽ học được rất là nhiều cái bài học. Thì hôm nay mình sẽ đi vào cái nội dung, cái cách em theo đã thực hành vận hành lòng biết ơn như thế nào. Và lòng biết ơn đó là một trong những cái bí kíp đầu tiên các anh chị ạ, để giúp cho các anh chị khai mở dòng tiền ha các anh chị nha, khai mở dòng tiền. Ở đây là các anh chị hãy chú ý lắng nghe, có thể là ghi chép lại các anh chị ạ, để mà mình có những cái bí kíp cho mình ha, rất là hay luôn. Anh chị chỉ cần làm theo, anh chị có cam kết với em ạ, nếu như anh chị cam kết thực hành theo như em hướng dẫn nha, theo như em hướng dẫn liên tục trong vòng 10 ngày thôi, được không nè, liên tục trong vòng 10 ngày thôi là các anh chị sẽ thay đổi cái dòng tiền của mình. Em có cái sự phản hồi của rất là nhiều anh chị, họ nói rằng là tiền của họ về nhiều lắm, rồi trong cái lúc mà rèn luyện với em là dòng tiền nhiều lắm. Em không biết cái chữ nhiều lắm của mấy anh chị là bao nhiêu, nhưng mà cứ nghe là nhiều lắm, tiền về nhiều lắm em mà. Rồi trong cái lúc mà rèn luyện với em rằng là anh chị nào cũng nói tóm lại là anh chị nào cũng có tiền về hết trơn, nên rằng là anh chị nghiêm túc rèn luyện với em ha. Ok. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đi qua cái bài số 2. Thì giống như hôm trước em dặn các anh chị là hôm nay chúng ta sẽ học cái cách biết ơn về tiền bạc, biết ơn tiền bạc nhiễm màu. Thì với cái thói quen ngày hôm nay thì các anh chị sẽ bắt đầu gia tăng được cái dòng tiền của mình, được không nè? Dòng tiền của các anh chị nó sẽ thay đổi luôn á, có khi là nó sẽ thay đổi trong ngày hôm nay các anh chị, nếu như chị thực hành luôn. Thì các anh chị biết rằng bao nhiêu anh chị ở đây á, rằng là mình là thật sự mong muốn có một cái cuộc sống tự do ạ, tự do tài chính, tự do thời gian đâu ạ, cùng gia đình của các anh chị đi du lịch vòng quanh thế giới và có những cái trải nghiệm tốt nhất trên thế giới đâu ạ. Thì anh chị có thể comment được không ạ? Dạ rồi, thì ngay bây giờ các anh chị sẽ comment cho em cái câu này nha. Chúng ta cùng nhau ra quyết định, và cái thời khắc anh chị ra quyết định á thì sứ mệnh sẽ được hình thành. Vậy thì bây giờ các anh chị sẽ cùng nhau ra quyết định với em được không ạ? Anh chị hãy viết xuống luôn đi ạ, tại vì cái quyết định này nó quan trọng lắm. Các anh chị thuộc luôn cũng được nhé. Anh chị hãy comment xuống là gì ạ? Kể từ giây phút này trở về đi, tôi có một cuộc sống tự do thời gian, tự do không gian, tự do tài chính, cùng gia đình của tôi đi du lịch vòng quanh thế giới và có những cái trải nghiệm tốt nhất trên cuộc đời này, cùng gia đình hoặc là cùng cha mẹ. Anh chị cứ ghi đi ạ. Cái câu này nó hay lắm các anh chị. Bây giờ em hỏi, à, em đọc lại cho nhé. Kể từ giây phút này trở về đi, được không nè, kể từ giây phút này trở về đi, tôi tự do tài chính, tự do thời gian, tự do không gian, cùng với gia đình của tôi đi du lịch vòng quanh thế giới, trải nghiệm những thứ tuyệt vời nhất trên cuộc đời này. Ok không ạ? Thuộc luôn câu này các anh chị nhé. Thật sự thì hồi xưa để mà nghĩ đến cái suy nghĩ này là em không bao giờ dám nghĩ đâu các anh chị. Mà không nghĩ thì làm sao mà nó có anh chị ha? Đến cái việc mà mình dám nghĩ mình còn không dám thì làm sao mà nó xuất hiện trên cuộc đời của mình? À, các anh chị. Tại vì vậy nên là bây giờ các anh chị phải dám nghĩ, và các anh chị phải dám cài đặt vào trong cái suy nghĩ của mình, và mình lặp đi lặp lại luôn. Đó chính là giờ dạ, kể từ giây phút này trở về đi, tôi tự do tài chính, tôi tự do thời gian, tôi tự do không gian, cùng gia đình du lịch, đi du lịch vòng quanh thế giới, trải nghiệm những thứ tuyệt vời nhất trên thế giới, trên cuộc đời này. Và anh chị ghi thêm một câu nữa là gì ạ? Tôi và gia đình của tôi xứng đáng có những điều tuyệt vời nhất trên cuộc đời này. Tôi và gia đình của tôi xứng đáng có những điều, có những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất trên cuộc đời này. Ok không ạ? Thời khắc bạn ra quyết định là sứ mệnh được hình thành. Quan trọng là anh chị có đưa được cái cảm xúc của chị vô cái câu nói này hay không thôi. À, các anh chị. Rồi, để mà nói về tiền bạc các anh chị, để mà các anh chị gia tăng dòng tiền thì các anh chị phải lưu ý cái điều đầu tiên. Cái điều đầu tiên mà các anh chị hay bị mắc phải á, chính vì các anh chị mắc phải cái lỗi này nên rằng là anh chị không có giữ được tiền. Bao nhiêu chị thì mình làm ra rất nhiều tiền mà mình không giữ được tiền à. Anh chị chỉ cần làm những cái thói quen em tổng hợp ngày hôm nay thôi, là anh chị làm bao nhiêu tiền anh chị vẫn thấy tự do tài chính. Dù thu nhập các anh chị nó bao nhiêu đi chăng nữa thì các anh chị vẫn phải cảm thấy mình đang có một cái cuộc sống rất là tự do về tài chính, được không nè? Dạ. Vậy thì đầu tiên các anh chị phải có một cái tư duy đúng đắn về tiền bạc. Tiền nó là vật, là một cái vật trao đổi ngang giá, được không các anh chị ơi? Tiền nó chỉ là một cái vật trao đổi ngang giá, và cái số tiền mà các anh chị nhận được á, nó sẽ bằng tư duy gốc rễ của mình nhân với cái giá trị mình mang cho xã hội, mình giúp đỡ cho người khác, mang tới cái giá trị mình giúp đỡ cho người khác. Ok rõ không ạ? Thì bây giờ anh chị muốn có nhiều tiền thì chỉ cần các anh chị gia tăng cái tư duy gốc rễ của mình lên, cộng với cái việc mình trao nhiều giá trị cho xã hội,
giúp đỡ thật là nhiều người thì dòng tiền các anh chị nó sẽ tăng trưởng. Anh chị rõ cái vấn đề này không? Ha, vậy thì bây giờ tiền nhiều hay tiền ít đó, nó không có liên quan, nó không ảnh hưởng, nó không có do ai quyết định hết, do mình quyết định được mà. Bây giờ mình muốn có nhiều tiền thì mình tăng tư duy lên, mình muốn có nhiều dòng tiền thì mình tăng giá trị mình trao xã hội lên là xong. Ok không nè? Rồi cái bài toán đó là mình giải sâu, nhưng mà trước mắt là anh chị phải có cái tư duy như thế này để các anh chị không có đổ lỗi, không có than phiền, không có oán trách, không có biện minh gì về cái việc rằng là tiền nhiều hay tiền ít hay là do ai, hay là cái số, hay là cái số nghèo số phận gì ở đây. Ok em rõ không? Ok, đó là cái điều đầu tiên được không ạ? Rồi qua cái ý số 2 nè, là xong mình giải quyết được cái niềm tin đó chưa ạ? Rồi cái số 2 nữa là này, là tiền á các anh chị, rằng là không có dụ là tiền tốt hay là tiền xấu, anh chị phải giải quyết cái niềm tin số 2, đó chính là tiền nó không tốt và nó cũng không xấu. Tốt hay xấu là do cái người xài tiền, anh chị rõ chưa ạ? Đó. Và tiền á, nó chỉ là khuếch đại cái bản tính của các anh chị lên mà thôi. Ví dụ như các anh chị là người tốt thì anh chị có nhiều tiền, các anh chị sẽ làm chuyện tốt. Giả sử như các anh chị là cái người có cái tâm tính là tốt bụng, các anh chị hay giúp đỡ mọi người, các anh chị phụng dưỡng cha mẹ, các anh chị chăm sóc cho bản thân tốt, các anh chị mang thật là nhiều, anh chị trích tiền anh chị làm từ thiện, hoặc là anh chị trích tiền anh chị phụng dưỡng cha mẹ của mình, hoặc là các anh chị sống có giá trị, anh chị mang giá trị cho nhiều người, anh chị dùng cái số tiền đó để nó phục vụ cho những cái việc trao giá trị cho nhiều người. Đó. Thì anh chị là người tốt. Thì khi anh chị có nhiều tiền hơn thì cái số tiền đó nó sẽ hỗ trợ để giúp đỡ cho các anh chị, để các anh chị phục vụ, anh chị giúp đỡ được nhiều người hơn. Đó là cái do anh chị tốt bụng. Được không nè? Nhưng mà các anh chị đã là cái người xấu tính. Các anh chị hay có những cái thói quen là xấu tính trong cái việc rằng là mình không không giúp đỡ người khác, mình hay lừa lọc người khác đúng không ạ? Hoặc là mình làm những cái chuyện không tốt với người khác. Thì khi anh chị có nhiều tiền thì sao ạ? Thì cái số tiền đó nó sẽ hỗ trợ, nó sẽ giúp đỡ cho các anh chị làm những cái việc không đúng đúng không ạ? Anh chị có công nhận không? Vậy thì cái điều bây giờ các anh chị cần phải suy nghĩ, anh chị phải thống nhất, anh chị phải xác định là gì ạ? Ngay bây giờ các anh chị cần phải xác định rõ ràng, đó chính là gì ạ? Tiền nó không tốt, nó không xấu. Mà gì ạ? Mà là tốt hay xấu là do bạn đó. Ok không? Vậy thì bây giờ bao nhiêu số anh chị đây, mình tự tin mình là người tốt rồi ạ? Anh chị tự tin anh chị là người tốt. Ok không? Anh chị tự tin anh chị là người tốt. Anh chị nào đây mình tự tin mình là cái người tốt nè. Gia đình của mình tốt, cha mẹ anh chị là sống tốt nè, sống có đạo đức nè, sống có đạo làm người nè, anh chị là cái người sống có đạo làm người, và anh chị có một cái tâm tư rằng là anh chị rất muốn giúp đỡ người khác nè, phụng sự cho người khác nè, đó mà. Vậy thì anh chị comment luôn đi là tôi xứng đáng có rất nhiều tiền.